Cứa xe máy thứ hai là phải có bệnh lên cho ba con đường, đường tình dục, đường máu và mẹ đường tử vong. Trong ba con đường này thì đều được trao đổi thì tỷ lệ những người viên Việt Nam là trên 8%. Cho nên trong ba đường lên này thì đường lên gì nhỉ? Lên từ mẹ cho con là cao cả hết. Và cái chương trình của Hội Y tế Việt Nam là làm giảm cái tỷ lệ những người viên trong tương lai của Việt Nam can thiệp vào bệnh. Thế thì khi can thiệp con đường này, lớn này thì người ta rồi, nó có mấy cái này. Một là quản lý thai nghén. Quản lý thai nghén nên có rất nhiều cái giá trị, trong đó có giá trị liên quan đến mê mở chỗ này. Tất cả bệnh nhân mà như tất cả các thai phụ mà bị nhiễm virus gan B thì sẽ được đứng đầu lên. Đấy, nên tất nhiên trước hết là chọn thời điểm mang thai. Cái hiểu cái này không? Chọn thời điểm mang thai có nghĩa là thế này. Nếu mà anh bị nhiễm virus gan B thì nó có hai xu hướng, một là virus lao vào đấy và hai là virus không vào đấy. Nếu như mà phụ nữ nhiễm virus gan B thì người ta sẽ được khuyên là mang thai tại cái thời điểm mà virus không vào đấy là tốt nhất, bởi vì lúc bây giờ tỷ lệ lấy mẹ sinh con chỉ còn 20%. Ví dụ như là mẹ bị nhiễm gan B nhưng nếu như mà nhiễm vào đấy không vào đấy thì khi mang thai tỷ lệ lấy mẹ sinh con là 20%. Nếu như mà virus thể hoạt động, tức là số lượng virus máu của mẹ cao thì tỷ lệ lên từ mẹ cho con lên đến 8%. Như vậy là rõ ràng là chọn người để mang thai chính là cho cái lúc mà tỷ lệ virus trong máu là thấp nhất và chính là lúc mà người mẹ và trẻ bị bệnh. Đấy là lời khuyên của lên. Lời thứ hai là trong quá trình mang thai thì phải theo dõi. Hiện nay là chúng ta có cái gọi là cái gì nhỉ? Cái đăng ký quản lý thai nghén, cái đăng ngoài nước. Tất cả những đơn vị nhiễm virus gan B người ta sẽ có mấy cái. Nếu như phải điều trị người ta sẽ chọn thời điểm điều trị với mục tiêu là sao đấy để trước thời điểm sinh thì số lượng virus trong máu của mẹ là nhỏ nhất. Nếu như không phải điều trị thì người ta sẽ có tư vấn của bà mẹ hoặc là bác sĩ để đấy là những quá trình theo dõi. Còn tại thời điểm sinh thì bà mẹ sẽ có cái lời khuyên thế này: đối với phụ nữ mà không bị nhiễm virus gan B thì chưa tiêm theo chương trình tiêm chủng mở rộng. Một mũi đầu tiên là ngay sau sinh này, ba mũi còn lại và tháng hai tháng ba. Bây giờ đấy là cái đối với bà mẹ không trường. Thế còn đối với bà mẹ bị nhiễm virus gan B thì người ta khuyên thế này: ngoài cái việc tiêm vaccine thông thường thì đứa trẻ sinh ra từ những bà mẹ bị nhiễm virus gan B thì sẽ phải tiêm thêm một cái mũi người ta gọi là mũi kháng thai immunoglobulin. Và cái mũi này cũng được tiêm 24 giờ đầu sau sinh. Như vậy là con của những bà mẹ bị nhiễm virus gan B sẽ tiêm hai mũi, một là vaccine sớm mũi một và hai là kháng huyết đề nhảy kháng thai. Nghe rõ chưa? Và mũi kháng thai này cực kỳ quan trọng, một là nó cung cấp cho đứa trẻ ngay lập tức cái kháng thể bảo vệ để ra tình huống nếu chưa bị nhiễm từ mẹ sang thì đấy chỉ là kháng thể bảo vệ nó trong quá trình bú sữa mẹ có thể đấy. Trường thứ hai, nếu nó bị nhiễm từ mẹ sang rồi thì cái kháng thể bảo vệ này cũng giúp cho đứa trẻ trong tương lai khả năng nó sẽ trở thành cái nhóm mà gọi là nhiễm virus gan B, đặc biệt đúng không? Và nó làm tăng cái tỷ lệ và nhiễm virus gan B trong tương lai. Như vậy là cái mũi này cực kỳ quan trọng, cho nên là các bác sĩ ngay nhớ kỹ giờ này để áp thẳng cho mình luôn, còn mình áp cho mình thẳng cho mình áp cho mình thẳng. Cái câu hỏi thứ ba là để giám sát cái lây từ mẹ sang con thì sau khi đứa trẻ sinh ra nếu mẹ mà bị nhiễm virus gan B thì con nên cho con một lúc không? Câu hỏi này rất quan trọng. Thế thì câu hỏi này bác sĩ chúng ta khuyên người ta một câu như thế này: phụ thuộc vào cái tình trạng thực tế của đứa trẻ mà bác sĩ sản khoa sẽ ra quyết định. Có hiểu chưa? Chúng ta đừng áp đặt cái tư duy của người này. Ví dụ đứa trẻ đẻ ra đầy háng, trọng lượng đầy đủ, thể lực tốt, các cái chỉ số sinh tồn tốt và bác sĩ khi thăm khám bệnh nhân, khi trao đổi bệnh nhân thấy rằng bà mẹ này có trình độ, có khả năng nuôi con và là nuôi bộ thì người ta quyết. Thế là trong việc đứa trẻ đẻ ra thiếu cân, thiếu tháng, bà mẹ kiến thức thì mùa. Cái kiến thức ở đây không phải là cái trình độ đâu nhé, kiến thức ở đây là kiến thức về chăm sóc con nó kém,
thì trong lần đấy thì bác khuyên là an toàn cho đứa trẻ là cái gì? Thế vậy là bà mẹ vẫn cho con nhiễm đúng không? Thế còn nó giả sử nó có nhiễm thì trong tương lai nó sẽ điều trị. Tại ngày hôm nay việc điều trị đam mê nó có một chút thì 25 trang bài bằng thì đứa trẻ đấy có bị nhiễm mà đến lúc phải điều trị nó phải bằng 15%, cho nên nó không có vấn đề. Và chúng ta cũng nói đến là những điểm chính của cái chương trình thì quản lý thai nghén để làm giảm nhẹ những cái chút. Thế còn sau khi bà mẹ sinh con xong thì nếu như bà mẹ quay lại với điều trị thì khoảng 6 tháng sau thì bắt đầu quay lại. Tại khi đứa trẻ nó bắt đầu chuyển sang cái chế độ ăn dặm, nó không nhận được một cái gì nữa. Còn trong việc là những bà mẹ mà trong quá trình mang thai lúc sinh người ta vẫn đang uống thuốc thì vẫn uống, nhưng mà phải cho cái thuốc làm sao mà ít này được cái mẹ và đứa trẻ. Cái chương trình nhà người ta gọi là chương trình thế giới là cái gì? 50 năm Việt Nam mới làm khoảng 50 năm. Và lâu dài chúng ta nhìn thấy cái này, cái này hôm qua thì đưa cái cảnh cái cậu em rẻ em họ là nó vừa chết về công an, chết tại bệnh viện công nghệ, nó chết thì cái công an hàng ngày mình nhắc cho anh công an nghe. Thế sau đó là vừa nhắc cho công an nghe nhiều cái thoải mái suốt ngày và tôi vừa chết tại đây mà thầy có một loạt cái ảnh chụp mà khi nó đang làm cái gì hôm qua là định đưa vào nhưng mà nó không biết cách nào mà nó bỏ vào cái mắt cái gì cái gì này. Thế là mình đưa cái ảnh lên PowerPoint nhé. Cái này thì hoặc mình nên sức mạnh mà giống như kiểu là sức khí làm mọi cái nhân chỉ là một cái cục đơn thôi và cho mặt thì không phải vì cái không phải bệnh nhân mà chúng ta cái mặt này là cái thể hiện cái tinh thần của chạy hàng cũng nằm vào cái mắt như thế này vì bệnh nhân những bệnh nhân chúng ta mới này thì sinh bảo quản cái mắt nó nhìn rất sắc nhưng mà chúng ta không chạy đấy nhưng mà chúng ta phải đi cầu anh ấy nhưng mà thì năm lần cũng chắc là 15-17 ngày nào bệnh nhân cũng không gan gần cũng và sản phẩm cái công ty đặc sắc là cái vừa đến xuất phát từ cái sân bay cao điểm thành là xuất phát của người như này là khó. Thế cái triệu chứng mà cái ung thư trên lâm sàng nó đang bất thì khi xì ung thư đang được đến này nó có hội chứng vàng da và mắt này, hội chứng viêm này, hội chứng tắc mạch này, hội chứng xuất huyết này, số lượng viêm tăng. Thế còn là những bệnh nhân viêm gan mạn, viêm gan mạn cái này nghe. Bên ngoài ngoài là bệnh nhân không có triệu chứng lâm sàng nhưng mà xét nghiệm có thể số lượng mức tăng gan gan có thể lên nặng cho nên hoàn toàn triệu chứng lâm sàng không rõ. Tất nhiên viêm gan cấp thể chắc chắn 100% bệnh nhân sẽ đến bệnh viện thì cái viêm gan mạn mình ngăn chặn là nhiều bởi vì viêm gan mạn thì không có triệu chứng lâm sàng nhưng không được đặt bỏ qua và cái nặng nhất của viêm gan mạn các bệnh nhân bị tổn thương vì nó là tổn thương mạng tính gọi là nó có sơ chen. Thế thì bình thường nghe viêm gan cấp bệnh nhân đối mặt thì là bệnh nó rất nặng nề cho bệnh nhân sẽ phải thực hiện nhưng viêm gan mạn rất nhiều người bị viêm gan mạn nhưng mà một là người ta không phát hiện ra, hai là người ta cho rằng nó là bình thường để bỏ qua nhưng chính cái viêm gan mạn này nó dẫn đến biến đổi tế bào gan. Hôm trước em có nhớ cái bài đại cương bước mà để cho gan xem là đưa clip mà bước nó chui vào tế bào nhé, nó chui vào nó cũng làm hỏng cái bề mặt tế bào và chui ra nó cũng làm gì nhỉ, làm thay đổi cơ thể mà từ thay đổi tế bào đấy nó dẫn đến tình trạng là các cái tế bào miễn dịch chúng ta không nhận được ra cái thằng đấy là lạ hay là gan và nếu như mà tế bào miễn dịch coi như đấy là gan thì các trường hợp luôn chỉ là như vậy nhưng nếu nó coi như là quen thì bắt đầu cái tế bào đấy nó sẽ chuyển ra và khi nó chuyển ra chính là quả bóng của u này thì phát triển mắc sai thì cá như gan mạn là nó dẫn đến cho nên là cái trong viêm gan B, viêm gan C, viêm gan B, cái người ta sợ nhất không phải viêm gan mà sợ nhất là viêm gan này và tất cả những cái biến chứng này sau này sơ gan, ung thư gan nó lại xuất phát từ đây, ta phải biết đấy nhỉ? Và trên cái nền viêm gan mạn này có những cái đợt nó bùng lên thì gọi là viêm gan cấp trên cái nền mạng gì? Đấy. Thế thì về sau này các em làm xét nghiệm, để hết đây xét nghiệm.
bệnh nhân về có triệu chứng lâm sàng như tim tàn xét nghiệm, một là HB là dây dương tính đã bị nhiễm, hai là nó sẽ chất ra cái HB gì nhỉ, HBE nó phải đi phải dương để số lượng nó tăng lên, số lượng virus nó sẽ tăng, số lượng virus nó tăng và men gan thông thường nó sẽ hơi nhiễm một tí, gan tính theo cái chỉ số men gan COT và TVT tính ra và nó tăng TVT và GVT nó tăng khoảng gấp đôi chỉ số bình thường. Bình thường GVT nó dưới 40 thì là ngày nó sẽ làm khoảng 70-80 nước. Ok chưa? Thì lúc này đấy là điển hình để như thế này. Thế còn cái thể thứ ba cái lâm sàng ấy gọi là nhiễm virus gan B không hoạt động. Tức là thử HBE nó sẽ dưới rồi nhưng thử HBE nó sẽ gì nhỉ? Nó sẽ âm. Những người này gọi là nhiễm virus gan B dùng gan B. Thế thì viêm gan cấp phải điều trị, viêm gan mạn phải điều trị, nhưng mà những người nhiễm virus gan B không hoạt động thì không cần đến. Rất may hôm nay là đa phần những người bị nhiễm virus gan B nó nằm. Cho nên là gặp những đối tượng này người ta cũng được khuyên được cái bệnh ung thư gan là trung bình từ 6 tháng đến 1 năm thì những bệnh nhân này nên kiểm tra một lần. Thế nên gặp gì đây chúng ta cân nhắc luôn bệnh nhân điều kiện và cái bệnh nhân gì từ 1 năm bắt quay lấy bệnh nhân người ta quan tâm sức khỏe một chút thì 6 tháng quay lấy kiểm tra một lần. Cho đến bao giờ người ta sẽ thấy là từ cái không hoạt động đến sự không hoạt động thì chúng ta mới hiểu và vô thế thì mang sinh nhật các người bệnh nhân thì nhiễm bệnh mạng tính mà số lượng virus vượt qua 10 năm thì họ là men gan tăng mắc dễ là gì à sẽ nghe là gì hát về đây ai đây này thì là cái bản virus nó vượt qua 10 năm đấy nhé. Thế mà cho đến lúc dưới 10 năm thì vẫn còn trẻ mà bắt đầu chỉ thì thông thường là xuất phát từ lúc mà nó trẻ khoảng 15-16 tuổi. Trong việc điều trị sớm hơn thì đứa trẻ trên 10 tuổi thì chúng ta chọn cái thuốc mà kích thích được cái trẻ liều lượng trẻ con người lớn là đi ra một cách rõ như này đây. Từ cái viêm gan mạn này nó sẽ lên hai cái hậu quả trên lâm sàng của các em sẽ gặp là cái sơ gan và ung thư gan. Thế thì chúng ta nhìn cái một cái sơ đồ này để ta biết là cái diễn biến của cái gan mạn có thế nào. Ở đây để nhiễm virus gan B chúng ta có hai cái thời điểm để nhiễm, một là nhiễm trùng khi sinh, ta đẻ ra cái nhiễm rồi, đẻ ra cái nhiễm rồi thì chắc chắn mẹ phải ra này, mẹ phải nhiễm và cho gần là mẹ lên cho con, cho gần mẹ lên cho con như này thì cha mình viêm này chỉ có 10% có cơ hội khỏi hoàn toàn. Và nếu như nó nhiễm này sau đó khỏi hoàn toàn thì cái việc nhiễm bất nhiễm nhiễm viêm gan B đấy nó giống như cái việc chúng ta dùng vắc xin vaccine đứa trẻ khỏi hoàn toàn rồi sau nó sẽ có kháng thể bảo vệ, các bạn có hiểu ý nhỉ? 90% còn lại không may mắn nó rơi vào cái nhóm mà sẽ mang bệnh nặng thì đấy chính là đẹp. Như vậy là 100 đứa trẻ đẻ ra từ bà mẹ mà bị nhiễm viêm gan B nếu gặp tình huống nhiễm tại điểm sinh thì 10% có khả năng khỏi và 90% là đau người mang virus mạng tính. Theo định nghĩa cũng sẽ được trao đổi là những người mà sẽ mang kháng nguyên bề mặt của virus gan B kéo dài trên 6 tháng và những người mà cũng làm xét nghiệm 2 lần cách nhau 6 tháng đều dương thì có nghĩa là virus mạng tính. Trường thứ hai là đẻ ra bình thường cũng thấy đoán ra là không bị nhiễm, ngày mai ra nhà hàng ta ve thì sau đó ta bị lây nhiễm hoàn toàn ngày em đi bệnh viện thì kim tâm vào gì nhỉ? Thế thì trong cái tình huống như vậy thì người ta gọi là nhiễm khi chúng ta đã trở về. Trong điều này rất may chúng ta là 90% là bệnh sẽ gì nhỉ? Hoàn toàn. Và cái câu này để đảm bảo chúng ta tự nhiên khi ta khám bệnh cho bệnh nhân. Cứ là tình huống là tôi giờ em bị kim đâm vào tay rồi, kim này vừa mới tiêm cho bệnh nhân chúng ta đây. Hỏi rằng em có nguy cơ bị nhiễm không? Có. Nhưng mà khả năng nhiễm có cao không? Có. Các hiểu ý nhỉ? Thậm chí đi đã biết là tôi giờ này, em bị nhiễm rồi thì cứ cố gắng đợi trong vòng 6 tháng đầu tiên để kết quả là bao nhiêu đấy? Có hiểu thế này nhỉ? Chỉ có 10% còn lại là sẽ rơi vào nhóm gì nhỉ? Nhóm viêm gan cho nên là cái cơ hội của chúng này là rất lớn nhưng mà đừng có rơi vào số mẹ. Và cái điều trị trên lâm sàng ấy người ta hay quảng cáo là dựa vào chỗ này
Thế này, có những bệnh nhân là sau khi nhiễm xong nó bùng như một lần nó phải cấp. Thế sau đó là có một số thuốc hay một số thầy lang bắt đầu điều trị đối tượng đấy. Thế thì trong quá trình điều trị đối tượng đấy thì không cần gần cũng biết là 90% là tự ý điều khỏi. Thế là tự nhiên điều trị may mắn của anh em ấy. Thế là cái thuốc của em nó chữa được khỏi cơn gan anh em. Nhưng thực ra các bạn, đây là diễn biến tự ý. Tự nhiên, có hiểu biết anh em. Nhưng nếu mà bệnh nhân đấy mà đến với thầy nhức và cái họng mắt, sau đó thầy cho mới viên bổ gan, thế là một thời gian sau xét nghiệm nó trở thành âm gì nhỉ, âm tính. Thế là thầy vượt lên là cho vậy. Cho nên khi mà gan tiếp cận bệnh nhân, khi ta đánh giá về quả điều trị, một cái là không cần điều trị nó vẫn gì nhỉ. Thế còn cái chỗ mà gọi là những quả điều trị nó phải làm khi mà những bệnh nhân được khẳng định gan như là một nhiễm virus gan nên mắc tính. Mà nếu em điều trị cho cái nhóm này trở thành tâm thì nhạc tâm tính thì đấy cũng là có hiểu gì em? Thì ngày này mình xác định là những người mang tâm mạng tính suốt đời mà tôi chưa cho ngày suốt đời này mình đã trở nghiệm đến thì đấy còn là kế hoạch chỗ này thì không cần điều trị mà tính gì thế chưa? Thế thì trong số những người mang tâm mạng tính này thì này rất là may mắn là 80% trong số này người ta vẫn sống và những đối tượng này gọi là người những bức này gì HPAD sẽ là nhà phân tích. Có hiểu ý này không? Về gan đa phân tích. Chỉ có 2% trong số này. Thì nó dư là cái nhóm này gọi cư gan mạng. Cư gan mạng thì sao? Con học trong truyền thông nó không hay đẹp. Một là viêm gan mạng thể tồn tại. Hai là cư gan mạng thể tấn công. Thì viêm gan mạng thể tồn tại ở mức độ nhiều của ít hơn. Cư gan mạng thể tấn công cả mấy gan bao giờ nó cao. Số lần hút nhất ngay lúc rồi không thể về bình thường. Thì những đối tượng mà viêm gan mạng thể tấn công thì nguy cơ sơ gan càng lớn. Ok nha, những đối tượng này về sau nó sẽ tiến thẳng đến sơ gan và trên vấn đề sơ gan lên trên vấn đề một cái gan thay đổi nó sẽ tiến triển đến ung thư. Ok nha. Và cái này nó phải cơ sở để em giải thích về sau này. Thật ra này nhiễm huyết sơ gan thì ung thư gan và thay thế thì bình thường. Quay chưa? Ai khác nhau nhé? Cũng là hai ung thư gan cả, cũng uống rượu thoải mái, có thằng cha muốn cả đời nó không ung thư đâu, nhưng có thằng cha thì nó là rơi vào số. Thế là cái tạm thời cái đường đi này các bạn, chỗ này từ đây đây và đến đây, đây là gọi là con đường đi, đây là số đó gì nhỉ? Thôi mình làm lại kiếp sau vậy, kiếp này bỏ chịu đấy. Sao em không có tình hợp làm lại kiếp sau bước dậy như mày kiếp sau giống như là mày làm con khác không? Như là bước dậy đặc biệt là mày làm con khác không? Bước dậy kiếp sau là mày làm cái chỗ quay hôm đấy bây giờ có rất là hiền. Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đến với chương trình. Các bạn nhìn vào đây là cái gì? Cái gan này. Sau đó nguy hiểm nhất là cái nhóm viêm gan gì đây nhỉ? Viêm gan chứ ngày viêm gan này đã tiến triển đến từ nhé. Cái thứ hai là viêm gan mà tiến triển đến từ gì đấy? Sơ gan này. Từ sơ gan dẫn đến gì nhỉ? Ung thư gan này dẫn đến suy gì? Suy gan. Suy gan. Và ung thư gan thì giải pháp ung thư gan thì cũng vậy, ung thư gan gian dối thì được chữa thêm. Bây giờ suy gan bệnh nhân không ung thư nhưng mà các suy nó giống như thận nó suy hết. Trong trường này giải pháp duy nhất là ghép gì nhỉ? Ghép gan thì bài toán ghép gan cả người ta bệnh nhân không ung thư một cái chi phí chi phí tại cái thời điểm ghép gan chi phí sau khi ghép gan chống lại trường hợp ghép và đa phần bệnh nhân không ung thư. Thật là vẫn là thay thật đứa trẻ gan gan này sẽ hơn cho nên là ung thư gan và suy gan là nguyên nhân dẫn đến từ bệnh nhân suy gan thì có thể bệnh nhân sơ gan cũng suy gan cái gì suy cũng dẫn đến chết chỉ có suy gan là đã chết có người như này. Có người này cứ nghĩ là phải đợi đến lúc ăn sơ gan rồi mới ung thư gan, không phải đấy. Mà từ cái viêm gan mà nó nhảy thẳng ra thì à, có hiểu ý không?
Nhưng mà trước đây em chưa rơi ra chắc không như đâu. Nhưng mà vài tháng sau thì nó lại trên tay như nhau. Các nhìn cái ở đây nghe cho nhìn này, hậu quả của viêm gan ở đây thì nó nhấn mạnh đây là hậu quả viêm gan, nhưng ở đây là viêm gan mạng hết, viêm cấp là viêm gan mạng thì nó mới dẫn sơ gan của viêm gan, và đây là nhận bệnh nhân để người bệnh nhân bị sơ gan. Bệnh nhân bị sơ gan các em gặp ở ngoài đời một lần rồi, sau ta nhìn ra ngoài các em ta có thể đoán một ngày cái viêm gan không tốt. Bụng này gọi là bụng tổi. Cái thứ hai là da nó mai mái, thiếu máu, thiếu cái antibody sản sinh vào bầu. Thứ ba là do bật tố của cái hoặc là cái suy vô đan dẫn đến da của bầu. Thế thì những bệnh nhân này nó mới đặc biệt một phần bụng còn căng lên, còn nước. Hai là da nó xanh xanh nhợt nhợt, bẩn bẩn. Hai là da xanh bẩn bẩn, không phải là dễ quá. Và nó vẫn phì nhảy, cố gắng nhìn thấy là xin lỗi giải thích cái này lý do tại sao mà bệnh nhân sơ gan thì dịch vụ phía dưới là cổ trứng và có những cái tính mạch mà còn ở đấy đây dấu hiệu gì hoặc vô vô tiêu hóa chưa, đây là dấu hiệu tuần hoàn bằng đấy là bằng này khi tính mạch ở cái vùng ngoại vi một căn nguyên nhân là cái bên cạnh đi luôn nghe cũng thế. Chúng ta biết là cái gan là cấu trúc từ các cái phân tử gan, gan ta có hai phì phải và trái chia ra là tám. Thế thì cái cấu trúc của cơ gan, cấu trúc mà để xây dựng cơ gan và chính là cái gọi là cái tiểu thủy gan. Đây là có cái chân gan mới à, mô mô thì gan được trên dưới không phải bằng động mạch mà là ung thư. Thế thì một cái tiểu thủy gan nó có chút ở phía giữa là trung tâm, tính mạch trung tâm tiểu thủy, sau đó là các cái bè phía vào gan thì nó xếp từ trong ra ngoài, và người ta mô tả nó xếp giống như hình nam này nhỉ, nam hoa xe đạp, có hiểu cái này nhỉ. Và cái bè phía vào gan này thì ta gọi một cái từ là bè tính mạch. Thế thì trong quá trình mà viêm gan mạng ấy thì các cái tế bào gan này bắt đầu bị tổn thương. Đã ra tế bào này chết thì cái quá trình đã ra nó phải đồng đúng vị trí. Các hiểu thế nào không? Hàng này nó bị nước nó tư đến ấy. Thì về sau cái tế bào gan đã ra nó phải đồng đúng vị trí. Tuy nhiên vì nó là viêm mạng tính, viêm mạng tính thì bao giờ có hiện tượng là sơ xâm lấn rồi, có đúng không nhỉ? Em nhìn cái vết sẹo gan ấy, vết sẹo mà gọi là lịch sử để ra cái gan cái sâu vết sẹo nhé, đấy ta sơ. Thế thì ở đây sơ nó xâm lấn rồi. Sau lớn vào đây nó dẫn đến quá trình tái tạo tế bào, đáng nhận nó phải làm đây thì bây giờ nó làm sao nhỉ? Nó lệch đi. Có hiểu ý nhỉ? Nó lệch đi và dẫn đến cái bè đi mắt này cấu trúc nó bị đảo lộn. Và cái này người ta gọi là đảo lộn tế bào gan. Và trên siêu âm cái chỗ này cũng là người ta mới đánh giá là cái thấy bề mặt cả người là thấy cái nhu mô gan nó nổi. Ok nhá. Tiếp tục. Sơ nó lại tiếp tục nó xâm lấn ngày càng nhiều và dẫn đến cái tình trạng là nó xâm lấn vào cái nhà cửa này. À vào đây cái bệnh chúng tôi tử này nó làm cho cái chỗ này áp lực máu qua đây nó giảm, em hiểu ý nhỉ? Thế thì cả cái hệ thống đường tiêu hóa ra thì toàn cái máu ở cái vùng dưới của cơ thể nó sẽ đi qua tĩnh mạch trung tâm tử thi, qua cái gì nhỉ, qua cái nơ cửa, sau đó là về tĩnh mạch chủ dưới. Nhưng mà vì gan bị xương cho nên là cái áp lực nó tăng lên ở cái cửa thì nó bị kết hẹp, cho nên nó mới có một cái hội chứng kia là hội chứng tăng áp lực trong bệnh nhân sơ gan. Có hiểu ý nhỉ? Và vì cái máu qua tĩnh mạch cửa về tĩnh mạch chủ dưới nó giảm đi, cho nên nó buộc phải đi ra các cái tĩnh mạch ngoại vi, nó mới dẫn đến tình trạng là tĩnh mạch ngoại vi nó đổ tăng không lên. Cái tĩnh mạch làm diễn ra là bình thường nó đi qua tĩnh mạch cửa về hệ thống cổ trụ, thì bây giờ nó phải đi qua hệ thống tĩnh mạch diễn ra, và nó làm cho cái da này da nó có những tĩnh mạch không đổi đâu rồi. Cái này là tuần hoàn bằng mạch. Ok nhé. Kèm theo cái chỗ này này là khi mà cái tĩnh mạch của chúng ta nó đi tiết hẹp này, nó dẫn đến tình trạng là cái dịch ở trong đây nó lưu thông kém, nó được vào đây cho nên nước nó được thoát ra đây thì nước thoát ra bên ngoài thì nó làm mất. Làm mất. Chẳng biết qua phúc mạch chưa?
và nó dẫn đến cái tình trạng là bụng bệnh nhân trướng dần. Và cái này người ta gọi là tuần hoàn bài lý. Kiểu thế này, xin lỗi, người ta gọi là bụng cổ gì nhỉ? Chỗ này là dịch cấm. Cho nên là nếu cái bụng bệnh nhân như này, chúng ta cắm cái kim vào đây, chúng ta giết ra được khoảng 2 lít thôi. Em hiểu ý nhỉ? Nhưng mà cái dịch này nó lại là không phải dịch tiết, mà nó là dịch cấm. Phản ứng Vivanda hoặc bác sĩ Vivanda cho việc này là giữ ra người khác. Ok chưa? Kiểu thế này chưa? Như vậy là nhìn cái bụng tròn tròn như này có hai dấu hiệu là cổ trướng và tuần hoàn bạch huyết, chính là dấu hiệu điển hình của bệnh nhân bị sơ gì? Ok chưa? Thế thì trên cái nền sơ này, nếu mà tế bào gan nó biến đổi ăn đến một tí nữa thì lập tức thành gì nhỉ? Và ung thư gan xuất phát tại tế bào gan, tức là do tế bào gan nó biến đổi thì nó ung thư, thì nó là ung thư gan nguyên lý. Nó phân biệt nó cái ung thư là từ chỗ khác di căn đến, hiểu không nhỉ? Ví dụ như thưa thầy em bị ung thư đại tràng di căn lên gan, gọi là ung thư gan thứ gì? Thứ phát là từ chỗ khác đến, nguyên phát là sinh ra tại gì nhỉ? Hiểu chỗ này chưa? Chưa nói đến hiểu chứ? Nghe là hiểu chỗ này nhé. Để sao lại thích cho mình cho cái cái người ta sợ nhất của cái nhiễm viêm gan B hay là viêm gan mạng là ung thư gan nguyên gì? Tức là cái ung thư gan do biến đổi tế bào gan. Đây các em nhìn cái nhảy như thế này. Đây là nhảy gan bình thường, nó trông mịn màng, nên là tùy phản tùy trái, nên là thấy gì nhỉ? Dây chằng mà nó lỡ cho cái gan. Thế thì bình thường cái gan này trong nó mềm mại như này, cái bờ gan nó phẳng. Và muốn có cảm xúc trong cái gan nó làm sao chiều đầu tư 20 đã sát bằng cái gan mềm được. Thế còn đây là cái ảnh gan sơ, cái chỗ mà thầy vừa mới bảo ấy. Do cái cấu trúc tính mạch trung tâm bởi vì nó bị đảo lộn, nó dẫn đến là cái cấu trúc của tế bào gan nó bị đảo lộn, và nó dẫn đến những cái nốt nó nổi lên. Các bạn hình dung nhỉ? Ở đây cũng có thể là do nhu mô gan bị đảo lộn, có thể là do sơ xâm lấn làm cho cái cấu trúc gan nó bị nổi. Cái ảnh này sờ vào, vì sao nó kem cám cái gan sờ vào nó sẽ có cảm giác nổi nhộn một tí. Cái bề mặt gan, cái bờ gan này nó sẽ không đẹp. Và trên siêu âm khi ta cắt qua đây, cắt cái chỗ này nó bị vàng, cắt chỗ này bắt đầu nổi. Các bạn hiểu ý thầy chưa nhỉ? Cái hình thức khác, các nhiều hình ảnh này là đây là ung thư gan. Ung thư gan thì do khối u nó lớn, tức là gan nó đã bị thay đổi nhỉ? Thế thì cái đường đi của nhân ấy, mỗi gan bình thường này, sau đó là gan viêm này, đến gan sơ này, đến gan ung thư này. Thế thì cái chỗ từ gan bình thường đến gan viêm là đường đi 2 chiều. Có hiểu ý này nhỉ? Tức là chúng ta có thể chữa cái gan viêm với gan bình thường. Hiểu cái này chưa? Nhưng mà khi đã chuyển sang sơ, sơ là sẹo, sơ là bệnh nhân, cho nên đã chuyển sang sơ rồi thì cơ hội chữa bình thường không bằng. Như vậy là từ cái chỗ gan bắt đầu sơ cho đến gan ung thư, đây là đường đi một thì nhỉ? Bệnh nhân chỉ có thể từ đây đến suy gan rồi thì ung thư gan là gì thì mà chết, chứ không mà không có chuyện là thưa thầy em ung thư gan rồi thì chữa theo về sơ thôi, theo về sơ rồi thì chữa theo về gan bình thường là không có. Hiểu chỗ này chưa? Trước đây bệnh nhân đến thầy trò mình đang bận ở chỗ này. Đến cái lớp phục vụ nó phớt lên thế này, bác sĩ cứu thì cứu hay không cứu nó cũng chắc cả. Và 30 năm trước khi thầy học trong trường của Việt Nam thì các thầy có một câu như này mà thầy nghiệm lại sau 30 năm rất chuẩn, thầy nghĩ đến bây giờ nó còn chuẩn hơn. Tức là những bệnh nhân mà ung thư gan phát hiện bằng lâm sàng tính từ thời điểm phát hiện cho đến tử vong trung bình dưới 1 năm, bệnh nhân mà đã thầy có tên một nhân thế này có cứu được không? Thì kiểu gì năm nữa tao này cũng chia tay. Muốn chữa được thì đi chữa, không chết. Bởi vì nó rất khó, nhân ung thư mà nó đang cuối rồi mà chữa tất cả thuốc được ung thư đến bây giờ thì chữa thì còn chết nhanh hơn. Thế còn sau 30 năm thì hiện nay thì thầy cũng làm cái bằng cái bao nhiêu gan thì cái điều này nó còn tiến xa hơn cả về cả cái vấn đề đa phần bệnh nhân ung thư gan tính từ thời điểm phát hiện lâm sàng ấy không qua xét nghiệm ấy cho đến lúc bệnh nhân tử vong trong 16 tháng, tức là chết nhanh hơn. Bởi vì này khi khối u nó bé thì nó phát triển rất lâu, nhưng mà siêu âm gan về khối u của em có 8 phân bằng 1 tấn còn cái gì để xây dựng, vì cái phần lúc càng to thì phát triển càng gì à, càng nhanh cái độ trẻ càng nhiều, cho nên là đa phần bệnh nhân chết cuộc sống. Và đây gọi là bạn bè cũng có, người nhà cũng có,
ít nhất là có rất nhiều thầy để chia tay với nhau để giao lưu sống nhớ đấy. Và chính vì vậy cái bài báo quan trọng nhất của chúng ta hiện nay là không phải đợi đến lúc mà bụng có thấy kinh nghiệm điều trị, mà phải điều trị thôi là đúng rồi, điều trị khi nó đang bị gì có hiểu không? Viêm gan mạn có thể chữa được, viêm gan cấp chữa được, viêm gan chữa được. Rồi đến đoạn này đấy, em nhìn cái sẹo của mình đấy, nhiều cái vết thương trông thì rất là ghê gớm nhưng có thể bỏ. Nhưng nếu mà cái sẹo mà dù phép tí thì đi, nhưng đã là sẹo là không chữa được nữa. Có hiểu cái này nhỉ? Thế còn muốn giải quyết cái sẹo đấy thì nó tắc thì tắc. Ok nhỉ? Nhớ nhé, nhìn lại một lần nữa với bệnh nhân như thế này. Ngày mai cái gì mà cao nào ra sẽ may mắn bẩn bẩn. Kiểu đâu ngoài đó cả. Bụng thì lớn ra, đúng không? Xương bớt vào bảo, chả năng phải ra này, được rồi bao nhiêu. Chả năng xương ra rồi, là đúng. Nếu mà để ý, để ý là con để kết hợp với cái mặt của em, khi mà cứ con mà ở trong đường ấy, hay là xương ngang đường thì không thể làm ý, bởi vì có thể là bụng béo hay là bụng gì. Chẩn đoán gan B nghe như thế có thấy dễ không? Một là đem lại lời mới xét nghiệm phân biệt là gì? Hai vật xin lời gọi là gì ạ? Là làm lời mới xét nghiệm đúng đấy chuẩn bị năm chuẩn bị. Nhưng mà từ chỗ mà có cái xét nghiệm này rồi, chúng ta lại tiếp tục làm sâu hơn. Adrenaline mà dương thì bệnh nhân này có xu hướng là không đem lại. Adrenaline mà âm thì chỉ lúc này gì nhỉ? Còn cái bệnh nhân thôi rất bảo vệ phải những cái bệnh nhân viêm gan là chúng ta phải điều trị. Trong trường mình là sinh viên thì viêm gan mạn cũng đáng nhiều hơn, vẫn đang tiếp tục và vẫn bị gặp tình trạng chán liên quan. Xu hướng về sau này cái điều trị nó rất sớm, điều trị khi mà mình đến thăm sinh viên thì cái đấy nó sẽ ngăn cản để cái viêm gan mạn sơ gan của viêm gan mạn nó ngăn. Về phòng điều phòng bệnh thì cần đến viêm gan B thì phòng đặc biệt đã có vaccine và vaccine này được đưa vào chương trình tiêm chủng mở rộng cũng sớm đây vừa trao đổi. Đây là vaccine tốt nhất thế giới. Vaccine này chính là mRNA của Mỹ. Nhớ đấy. Sinh viên có tiêm hay là người nhà tiêm thì nên mua. Thế còn vaccine mà Trung Quốc cho hay là vaccine của Pakistan hay gì thì được thôi. Hay vaccine của Cuba thì thấy không đáng để ý. Bởi vì nó phụ thuộc vào cái công nghệ sản xuất vaccine. Công nghệ vaccine sản xuất vaccine hiện nay toàn cầu là sử dụng cái công nghệ tái tổ hợp, tức là mang gen tổng hợp lên HP, HKG nhiều trong các vi khuẩn, sau đó người ta tách chiết thành phần protein lên để chứ nếu mà vaccine mà sản xuất theo kiểu là đến máu của bệnh nhân bị nhiễm viêm gan B, thế sau đó lọc lấy cái thành phần HKG là cái vaccine đấy tương đối. Trong lịch sử cách đây vài chục năm thì người ta cũng đã từng dùng vaccine để chữa. Nhiều nhà là cả nhà em không ai tiêm trừ là con trai cuối cùng để bởi vì đau con trai nên bố mẹ cũng tiêm vắc xin, thế là cả nhà không nhiễm được cái bệnh bởi vì vắc xin đời đầu chất lượng cũng tốt nhưng mà về sau tất cả vắc xin anh dặn được nhà đều là vắc xin tăng cường. Thế thì vắc xin này tiêm cho trẻ em trong chương trình tiêm chủng mở rộng và hiện nay chúng ta đang tiêm ở Trung Quốc. Nghe này, mũi đầu tiên là ngay sau gì nhỉ, ngay sau sinh 24 giờ đầu sau sinh. Mũi thứ hai tiêm vào tháng thứ ba, thứ tư, thứ năm hoặc là thứ hai, thứ ba, thứ tư theo chỉ định. Và đứa trẻ dưới một năm tiêm được 4 mũi như vậy thì loại tiêm vaccine gan B là gì? Thì sau này khi nó lớn lên rồi, khi người ta tính, người ta gọi là xác định quy định giá, cường giá kháng thể bảo vệ. Nếu theo thời gian lúc sinh viên là 20 năm, như vậy em trước em được tiêm đầy đủ hết, bọn em là tiêm đầy đủ hoàn toàn. Nhưng mà vào trường sau khi chúng ta làm xét nghiệm trở lại mà thấy rằng lượng giá kháng thể mà nó lớp xuống thì theo thời gian lượng giá sẽ giảm dần thì lúc bây giờ là chúng ta sẽ tiêm nhắc lại. Và thông thường người ta khuyên là lượng giá kháng thể dưới 100 thì nên tiêm nhắc lại. Và cái liều tiêm nhắc lại đấy người ta gọi là liều booster. Đây là cái liều vaccine nhắc lại, tôi hiểu không?
tức là về hiệu giá là giảm theo thời gian, nhưng mà tuy nhiên cái dịch nó vẫn còn, nên mình cần tiêm một mũi cái là mình giá là vọt lên trên 1.000-2.000. Thế còn những người mà cái đến thời điểm này ta kiểm tra mà các thể không có cái gì thì khả năng là chúng ta cũng được tiêm, thì người đó là trung lành. Tại vì đối tượng đấy là không có khả năng tạo ra sáng gì nhỉ, cho nên ta có thể tiêm lại thì được. Bây giờ nghĩ nhỉ, và hy vọng là trong tương lai cũng có thể. Chứ còn nếu mà tiêm đến lần thứ hai thứ ba mà cũng không có cái này thì tôi chấp nhận là mình là người không thể tạo ra sáng. Ok nhỉ, những người mà có kháng thể bảo vệ dịch giá trên 100 thì bắt đầu là có giá trị bảo vệ 100 thì sẽ được tăng nhiệt. Ok nhé. Còn bệnh đây qua ba con đường đường máu, đường tình dục, ngạch thủy ngân vân thì cái điều ngạch thủy ngân vân sớm thì tư vấn được đúng không? Mình trao đổi cái này quan trọng nhất. Thế còn cái lây qua đường máu thì hiện nay ta có cái máu truyền an toàn, xem mình chưa chưa? Cái mẫu máu mà hiện nay người ta xin của em người ta là chúng ta lấy máu đi ra, không phải là mẫu máu đi lấy về một cái mà người ta cho truyền lên. Đầu tiên người ta sàng lọc đủ về HIV, người ta sàng lọc đủ tin, hoặc là nhiều người ta chỉ có sàng lọc cho lên thôi. Những người mà xem tính ra loại nên thì lấy nó đang chứ mà những cái mẫu máu còn lại chúng em đi về sau nó sẽ check lại lần nữa VCHIV và ra ngay tất cả mẫu máu thật sự ok rồi thì người ta mới đi vào máu gì là chuyển cho nên chính vì cái sàng lọc qua đường như vậy cho nên là cái tỷ lệ mà lây qua cái chuyển máu là rất. Nhưng mà ngay cả cho việc sàng lọc tốt như vậy thì vẫn không tránh được nên là người ta đang làm cửa gì nhỉ, để rồi cho nên học cái gì nhỉ, học cái volume biết gì chứ. Nó có một cái khái niệm về cửa sổ miễn dịch, immunogap, tức là cái khoảng trống miễn dịch mà chúng ta nghĩ vào rồi nhưng cơ thể lại chưa tạo ra cái gì nhỉ, có thể cho việc đấy ra vẫn có thể là lây chuyển người khác, không phải sao miễn dịch thì nó sẽ lây. Ok, hiểu chưa nhỉ? Như vậy là cái lây chuyển đường máu thì chúng ta và cái thứ ba là lây chuyển qua phải tình dục, tôi không bị nhiễm và bạn gái tôi bị nhiễm và có thể lây qua. Thế cho việc này sao được chưa là gì cả? Rất đơn giản là qua này thì hành qua gì? Đây là không nắm chỉ cho đây tất cả các nhân viên chuyển. Ok chưa? Phần này ok chưa? Còn ý cuối cùng dành cho những tất cả những ai cao trọng sức người. Cái này thì đến năm cuối là sẽ học tập được. Vì nên là liên quan đến tổng các vấn đề. Vì sẽ không chỉ qua thì các thầy có thể phát biểu điều trị cơ bản ngày xưa nó qua thuốc, một là thuốc bổ gan, hai là thuốc bình là chuyển khẩu qua Enteprol là cái chất nó về tạo ra khi bị nhiễm virus. Enteprol có giá trị chống lại các bệnh nhân nhiễm virus tăng lên hai cái phần. Thế thì trong bài thuốc này phát biểu đã nêu một cảnh, tuy nhiên là khi dùng Enteprol thì nó có cái đặc điểm là giá thành rất cao. Pegasus của Hàn Quốc đây nó giá khoảng hơn 2 triệu và nó chắc định cho người dân dùng lên tới khoảng hơn 4 triệu. Bệnh nhân là cứ dùng bỏ được 6 tháng và bệnh nhân hiệu quả cũng là chi phí rất là lớn từ tháng nữa. Thế là về sau này cái các con này người ta bỏ. Một là giá thành cũng cao, hai là dùng tác dụng phụ rất nhiều. Bệnh nhân tiêm một mũi các con cho về sốt cả bệnh. Bệnh nhân tiêm theo đúng về mặt thẳng cảnh là có nhiều bệnh nhân tiêm như tiêm thuốc ung thư học sức anh biết đấy, cho nên là cái này người ta dùng nhưng mà đây cũng là thuốc điều trị. Cho nên là bây giờ cái phác đồ điều trị vitamin D tại Việt Nam với cái Việt Nam khuyến cáo có hai cách, hai nhóm thuốc, một là thuốc bổ gan và hai là thuốc điều trị. Thuốc điều trị này ở Việt Nam bổ gan thì rất dễ đấy là thuốc điều trị, nhưng thuốc điều trị đặc biệt ở Việt Nam hiện nay có năm loại là Namulin, Adecovir, Entecavir, Tenofovir và mỗi thuốc phối hợp của Tenofovir và Triamcetamine. Trong năm thuốc này thì có những thuốc thiết kế để điều trị ung thư như Adecovir, Entecavir. Có thuốc bản chất là điều trị ung thư nhưng người ta lại lấy ra để điều trị ung thư. Thế tại sao người ta lấy ra điều trị được mà không lấy ra? Nghe rõ không? Để về sau mình tư vấn cho bệnh nhân. Có nhiều bệnh nhân khi ra ngoài đứng và chúng tôi cũng bị HIV đâu mà không cho cái thuốc HIV. Bây giờ về vợ nhìn cái thuốc này bằng những cái gì người ta không đổi cho ra ngoài nhiều. Đây các bạn, HIV thì mang A là dương
đáng ra cái thằng A hay là nó sẽ dương nó nhân lên cho tử, có hiểu ý nhỉ? Nhưng riêng các cái nó nhân lên cho khác. Và bài cuối cùng thì học phải cho lâu dài thì sẽ cho được thêm cái nút HIV mang A hay là nào thì nó nhân lên là từ A đến G nó về A đến G, sau đó từ A đến G nó mới cho A hay là G thì nhỉ? Có hiểu ý này nhỉ? Thế thì ở đây thì quá trình này như thế là suy chuyển được gì, thì quá trình này nó lại giống thế này, có nhìn thấy chỗ này chứ? Cái này phải có enzyme gì nhỉ? LP. Như vậy là LP của thằng này và LP này là nó đều hỗ trợ cho quá trình đi ngược từ A, L, 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 L. Cho nên là thuốc điều trị mà đánh vào đây thì cũng có giá trị đánh vào gì nhỉ? Đánh vào đây em hiểu ý nhỉ? Cho nên là đang phải lấy thuốc điều trị HIV sang điều trị LP để đánh vào. Và trong 5 thuốc này của em thì ở đây có 2 thuốc thiết kế để điều trị HIV. Cho nên 3 là này là thực ra đang điều trị gì nhỉ? Đang lấy điều trị. Thế thì tùy theo cái cảm nhận của các bác sĩ trên lâm sàng, chúng ta có thể chọn là làm một viên, chọn hai viên, viên hay chọn hai viên. Tỷ lệ kháng thuốc khi điều trị làm một viên là khá cao, 52 thì có thể kháng lên đến 30%, ai để phòng viên thì khoảng 3%. Và cái thuốc hiện nay người ta hay chọn để điều trị làm viên tại về Việt Nam, người ta hay chọn là emtricitabine và gì, tenofovir. Hoặc là tenofovir kết hợp với tiamstamine và vegan. Thì đấy là cái chúng ta có thể kết hợp lamivudine với tenofovir hay là lamivudine kết hợp với tenofovir. Nhưng nhớ rằng là sau một bắt đầu điều trị sau này khoảng 2 tháng thuốc, một là giảm số lượng nước trong máu xuống bằng thuốc điều trị đại trì, hai là hỗ trợ tế bào gan và tăng cường phải là tế bào gan bằng thuốc bổ gì nhỉ? Ok chưa anh em? Ok nhé. Mai này gặp người dân chúng ta đã tự tin cho này không? Các bạn thuốc là thuốc gì về cha thì nhỉ? Đây là cái thuốc mà người ta tặng coi như là thuốc này dùng an toàn nhất. Đây có hai thuốc thì mình rất là an toàn là emtricitabine và cái tenofovir là thuốc. Phải nhận được nó đóng là 300 mg, à xin lỗi, phải đóng 300 mg, phải đóng 100 mg, phải đóng 500 mg. Thế thì cái tenofovir 25 mg này và cái emtricitabine này là hai cái mà hiện nay là hay chỉ cho những bà bầu hoặc là trẻ con. Thế là những cái thuốc này về sau nghe thì nó thì cũng có thể là ok nhé. Khi điều trị HIV nó không phải cái thằng bệnh người đầu tiên để như này cho được con thể, nếu mà chúng ta gặp như vậy thì một là khi điều trị với HIV đâu là thì nó dẫn đến tình trạng suy thận và chúng ta phải để ý tất cả những lần kiểm tra liên quan đến chính gồm phải chất cái chức năng thận, sinh hoạt chất, chức năng thận qua chỉ số đường creatinine, thành đạt hoặc những gì không đã sử dụng cái creatinine sẽ giảm. Tất cả những bệnh nhân đều bắt buộc phải chất creatinine theo quy luật đấy. Bao giờ creatinine mà nó vượt lên bắt đầu từ dấu hiệu mà bệnh từ 2 trở lên thì không phải chỉ thuốc. Bắt đầu nó vượt qua 104, 105 trở lên thì người ta đã tăng. Cái thứ hai là khi dùng thuốc điều trị liên quan bao giờ dẫn đến cái thay đổi cái tế bào máu và đặc biệt là lưu lượng tử vong. Ok chưa? Tiểu cầu dương bình thường là bao nhiêu? Tiểu cầu bình thường là 150 đến 400. Thế thì khi tiểu cầu giảm dưới 150, chúng ta cần phải lấy nhiệm. Hai cái bình thường này thì tôi sẽ lấy nhiệm. Ok chưa? Viêm gan C thì chúng ta về tăng ok, đây là cao chúng ta bước khi con này là ok, đây là C.